Bây giờ thì Khánh Tường sẽ chụp một vài ảnh check in tại đây. Cái nước chấm này nó hấp dẫn quá cho nên Khánh Tường chấm nó hơi ngập một tí xíu. Cho em hỏi này, món gì vậy chị? Đang đến với chương trình Đi Đu Đi Đâu và lại là Khánh Tường đây. Ngày hôm nay Khánh Tường sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn để đi khám phá những địa điểm check-in sống ảo và ăn uống tại Sài Gòn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Để biết được đó là địa điểm nào thì ngay bây giờ xin mời các bạn cùng theo chân Khánh Tường nha. Đi thôi. Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ Khánh Tường đang có mặt tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, là nhà văn hóa thanh niên tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì tại đây có diễn ra một sự kiện rất là đặc biệt, đó chính là Street Food Weekend, lễ hội chào đón năm mới 2020 diễn ra tại sân 4A của nhà văn hóa thanh niên. Và Khánh Tường mới đứng ngoài cổng nhìn sơ vô thôi thì thấy là có rất là nhiều địa điểm mà chúng ta có thể check-in sống ảo được. Mà không chỉ sống ảo xong thôi mà chúng ta còn có rất là nhiều món ẩm thực đặc biệt nữa. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân Khánh Tường vào bên trong để tìm hiểu nha. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ các bạn có nghe thấy âm thanh sôi động xung quanh Khánh Tường không? Nhưng mà cảnh vật á, thì nó hơi trái ngược lại một tí xíu. Một hình ảnh thôn quê với rất là nhiều quả ngô, rất là xinh đẹp. Bây giờ thì Khánh Tường sẽ chụp một vài ảnh check in tại đây với cảnh này các bạn ha. Như Khánh Tường nói là ẩm thực được bán ở trên những chiếc xe lưu động nha các bạn để ý nè. Rất là nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng mà Khánh Tường đang có một cái thắc mắc là không biết là những chiếc xe này có chạy được hay không, là do mọi người chạy tới đây để bán hay là chỉ là một cái mô hình thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào khám phá và mình sẽ hỏi thử. Rồi các bạn ơi, hiện tại bây giờ Khánh Tường đang đứng ở một gian hàng, một chiếc xe màu vàng. Và ở đây thì theo Khánh Tường được biết là sẽ bán đặc sản ở đây chính là chim cút và những món đặc sản của miền Trung. Bây giờ mình sẽ lựa một vài con chim cút và một vài món đặc sản miền Trung. Khánh Tường là nhìn sơ qua thì thấy có nem. Dạ rồi, cảm ơn chị. Đây, có đồ ăn rồi. Bây giờ mình đã có đồ ăn rồi nha các bạn. Lúc nãy đang Khánh Tường gọi ba món. Đầu tiên là cút chiên bơ là đặc sản ở đây, và hai món cũng là đặc sản của miền Trung, đó chính là nem nướng và chả ram tôm đất. Tôm đất nha, rất là đặc biệt. Và cút chiên bơ thì sẽ ăn với bánh mì, mà bánh mì này không phải là bình thường đâu. Chị chủ quán là có nướng nó lên và hình như là có một cái lớp bơ ở trên đó. Và điều đặc biệt nữa là tất cả những món nước chấm, tùy mỗi một loại đồ ăn là sẽ có một nước chấm riêng, và nước chấm này là do chính tay chị chủ quán là người miền Trung chế biến luôn. Đấy, bây giờ Khánh Tường sẽ thử từng món một ha. Đầu tiên Khánh Tường sẽ thử món chả ram tôm đất trước. Cái món này thì chị chủ quán nói là sẽ ăn kèm với lại cải xanh và nước chấm. Món này á, thì mình sẽ ăn theo dạng cuốn nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái chả ram tôm đất này vào trong cải xanh để mình cuốn lại, giống như là gỏi cuốn.
hay, chấm vào nước chấm nha. Nước chấm này nó hơi đặc sệt một tí xíu tại vì được chế biến và được nấu lên. Cái rau này không hề bị đắng nha. Lúc đầu Khánh Tường cứ sợ là Khánh Tường cũng không có giỏi ăn đắng đâu. Cải xanh rất là dễ bị đắng. Nhưng mà này tại vì cái mùi của nem á rất là vừa ăn, có tôm, rất là ngọt. Và trong này thì hình như là có nấm và đậu nữa. Và rất là giòn. Rồi mình sẽ thử món tiếp theo, nem. Nem này thì cái hình dáng nó cũng gần giống như những nem mà mình mua ở miền Tây, nem chua, nem nem bì. Mà không biết nem này thì nó khác nhau như thế nào, mình sẽ thử nha các bạn. Mình sẽ chấm với nước chấm này, cũng là nước chấm tự chế biến. Nước chấm này thì nó đặc hơn là những nước chấm đặc hơn là nước chấm của nem rán lúc nãy. Nhưng mà Khánh Tường thấy là có sa tế ớt ở trong này nữa cho nên mình sẽ quậy nó lên một tí. Do là Khánh Tường thấy là cái nước chấm này nó hấp dẫn quá cho nên Khánh Tường chấm nó hơi ngọc một tí xíu. Nhưng mà cái nem này hương vị nó đã đậm đà sẵn rồi, cho nên là các bạn chấm ít thôi. Nếu mà chấm nhiều quá là nó sẽ hơi mặn một tí xíu nha. Tại vì ở đây hầu như là nem đã được nêm nếm rồi. Cho nên các bạn lưu ý, mình sẽ ăn kèm với lại rau răm hoặc là dưa leo, nó sẽ vừa miệng hơn. Và nhớ là nước chấm thì đừng có giống Khánh Tường là bởi vì thấy nước chấm ngon quá cho nên chấm hơi ngập hơi nhiều một tí nó sẽ bị mặn. Thôi, lúc nãy khi mà mua thì chị chú quán có hứa là sẽ tặng cho Khánh Tường và ekip một món ăn đặc biệt, cũng là đặc sản của quán luôn, mà không biết là món gì. Khánh Tường vẫn đang chờ. Ủa? Dạ cảm ơn anh. Đây có rồi, mới vừa nhắc là có liền. Đây, không biết đây là món gì, nhìn nó hơi giống chả giò một tí nha các bạn. Chắc là Khánh Tường phải hỏi chị chủ quán. Cho em hỏi này, món gì vậy chị? Chả cá cuốn răm giòn. Và trong đây có rau răm, có tương ớt. Mọi thứ đã nằm trong cuốn này rồi, mình chỉ việc ăn thôi nha các bạn. Mùi thơm của rau răm, cay cay của tương ớt và thịt tôm rất là ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ thử món bánh mì ăn với cút chiên bơ. Đây là bánh mì, một bánh mì bình thường của mình thôi, bánh mì đặc ruột. Sau đó thì được chị cắt nhỏ ra và nướng lên, nướng cho thơm lên và có một lớp bơ nha các bạn. Rất là giòn, rất là thơm. Ăn với một miếng cút. Cút rất là thơm, ngọt. Hầu như là món nào cũng rất là ngon, nhưng mà mỗi một món nó sẽ có một cái hương vị riêng. Giống như Khánh Tường nói lúc nãy là nem nướng á, thì các bạn nó đậm đà sẵn rồi nên các bạn chấm ít nước chấm thôi. Còn cút với lại bánh mì thì rất là vừa, chấm vào nước chấm này. Còn cái món mà chị tặng thêm á thì không cần phải chấm nước chấm luôn. Theo lúc này Khánh Tường có phỏng vấn chị á, thì chị nói là đây là chiếc xe lưu động và chị sẽ bán ở nhiều địa điểm khác nhau luôn. Ví dụ như là có Hello Weekend hoặc là những ngày hội, những lễ hội như thế này tại những trung tâm hay là những nhà văn hóa thanh niên, rồi sân vận động tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chị sẽ chạy xe đến để tham gia lễ hội này và bán. Thì cho nên là cái tôi nghĩ là cũng không khó để tìm những món ăn này, và đặc biệt là những món ăn đặc sản miền Trung tại cửa hàng, tại một chiếc xe màu vàng của chúng ta ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì Khánh Tường sẽ tập trung vào chuyên môn đây. Ăn thôi. Các bạn thân mến, ngày hôm nay phải nói là một công đôi chuyện. Khánh Tường chỉ cần tới một địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, đó là nhà văn hóa thanh niên, thì chúng ta đã vừa có được một địa điểm check in, vừa có một địa điểm ẩm thực luôn. Và Khánh Tường xin được nhắc lại tiêu chí của Khánh Tường ở mỗi số phát sóng của Đi Đu Đi Đâu, đó chính là sẽ tìm đến những địa điểm ăn uống và check in tại thành phố Hồ Chí Minh, tại những quận ở thành phố. Cho nên là các bạn nếu như mà có những địa điểm nào mà các bạn đã từng trải nghiệm rồi thì có thể chia sẻ với chúng tôi nha. Còn bây giờ thì Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại.